Ngày 8 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Ngọc Lặc do đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát việc thu chi tài chính và xã hội hóa giáo dục về huy động đóng góp của phụ huynh để xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị tại hai trường mầm non Vân Am và Mỹ Tân. Tham gia cùng đoàn có đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo hai xã Vân Am và Mỹ Tân. Tại buổi giám sát, lãnh đạo các nhà trường đã báo cáo kết quả việc thực hiện các khoản thu chi, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của học sinh từ năm học 2020 đến 2021 đến năm học 2022-2023 và kiểm tra thực tế việc quản lý sử dụng kinh phí nhà nước cấp như lương phụ cấp, chi thường xuyên, chế độ học sinh, kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị, tu sửa các công trình hạ tầng thiết yếu, sử dụng kinh phí xã hội hóa giáo dục và kiểm tra thực tế các công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng trên khuôn viên các trường. Theo đó, trường đã thực hiện chi đúng, chi đủ các khoản lương phụ cấp, chi thường xuyên, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, chế độ học sinh, nhìn chung các khoản thu chi mua sắm nâng cấp, sửa chữa được các nhà trường thực hiện công khai minh bạch, có đầy đủ hồ sơ chứng từ hóa đơn thanh quyết toán theo đúng quy định của luật ngân sách nhà nước, công tác xã hội hóa giáo dục đã được nhà trường thực hiện theo thông tư số 55/2011 về điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh và các quy định hướng dẫn của tỉnh, của huyện. Các khoản thu theo thỏa thuận được ban đại diện cha mẹ học sinh vận động trên tinh thần tự nguyện. Chi quỹ được quản lý rõ ràng minh bạch, trong sổ thu chi có sự giám sát của nhà trường. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cùng các thành viên trong đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện các khoản thu, quản lý và sử dụng các khoản thu của các trường, đồng thời đề nghị nhà trường hoàn thiện báo cáo theo đúng đề cương, số liệu đầy đủ, chính xác, cần làm tốt công tác quản lý tài chính, nhất là các hoạt động mua sắm chi thường xuyên, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí của nhà nước, quản lý tốt hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các hạng mục đầu tư cơ sở vật chất giáo dục. Tổ chức rà soát lại hồ sơ theo đúng thủ tục quy định, chú trọng công tác giáo dục chuyên môn, thực hiện chặt chẽ công tác xã hội hóa giáo dục, phải thu đúng theo quy định của cấp trên và sử dụng đúng mục đích. Những ý kiến kiến nghị đề xuất của nhà trường sẽ được đoàn giám sát trình đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.